Bữa nay cũng có mấy người bạn Hà Nội giúp đội. Và chị thấy nó khác nhé. Cái dòng ngàn năm văn vật. Nè, cái tông 40 mấy năm thì được. Và vẫn còn dưới. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, tối nay là tối thứ 6 cuối tuần, ngày 20 tây tháng 3 năm 2015. Chúng tôi đang có mặt tại tư gia của chị Nhật Hạ, có một buổi tiệc thật là rôm rã với rất nhiều người, đặc biệt là những khuôn mặt trong ngành điện ảnh của hải ngoại. Chúng ta sẽ tìm hiểu với chị Nhật Hạ. Chị Nhật Hạ, chào chị. Hạ xin chào quý vị khán thính giả và xin chào Lân. Thưa Phố Bôn Sa, Hạ vẫn và anh Bình vẫn thường có những cái buổi tiệc tư gia để chiêu đãi bạn bè, nhất là những người nghệ sĩ từ phương xa tới. Và ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt có một buổi tiệc do Vala, một tổ chức thiện nguyện bất phù lợi tổ chức, tức là những người phục vụ văn hóa Việt ở hải ngoại, ở bên Mỹ. Và Vala đang có một cái chương trình sắp sửa được tổ chức, đó là Việt Film Festival, tuần lễ điện ảnh Việt Nam, do tất cả những người làm phim Việt, tức là những người đạo diễn Việt Nam, những người tài tử Việt Nam, những người producer Việt Nam thực hiện những cuốn phim Việt chiếu cho người Việt coi và chiếu cho người Mỹ coi. Chúng tôi rất là hân hạnh được trình chiếu những cuốn phim trailers, tức là những cái đoạn phim ngắn ngày hôm nay, của những phim đã được những giải thưởng quốc tế, đã được những báo chí Mỹ và ngoại quốc khen ngợi rất nhiều, của những người đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam mình, mặc dù tuổi họ còn rất trẻ. Chúng ta ở đây cũng gặp chị tài tử điện ảnh Kiều Trinh và một số những tài tử khác. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều những directors như là Charlie Nguyễn. Thưa, tôi rất là vui bởi vì thấy về Film Fest đó, bắt đầu từ năm 2003, nhưng mà lúc đó là cách một năm mới có một lần, mà từ năm nay thì là bắt đầu là làm sinh hoạt mỗi năm. Như vậy có nghĩa rằng là điện ảnh tiến triển, vâng, tiến triển mà đồng hơn. Năm ngoái thì tôi có dịp làm judge, tức là ban giám khảo, thì thấy rất nhiều phim phải xem cả trăm phim đó, rất nhiều phim ngắn cũng như phim dài. Nhưng mà năm nay được cô Isa cho biết rằng là cái số phim tham dự đó nó ít hơn, thế nhưng mà rất là chất lượng, thành ra và là nhiều phim dài hơn là phim ngắn. Vâng, thành ra cũng rất là vui, thành cũng muốn chúc tất cả các thế hệ trẻ làm phim càng ngày càng tiến triển. Dạ. Bằng chứng là nội tháng này đó mình sẽ có tới 3 phim Việt Nam chiếu tại đây. Dạ, thành rất là vui. Yeah. Những cái đoạn phim ngắn trailers của một số những cái phim sẽ được chiếu trong tuần lễ điện ảnh của Việt Nam sắp tới đây, và Hạ rất là cảm thấy impressed, tức là mình rất là thán phục vì những cuốn phim mà những thước phim mà Hạ được coi bây giờ rất hay. Thì Vala được thành lập năm 1991 tại Quận Cam do một số các nhà báo cũng như là các nghệ sĩ trong vùng này, họ đã lập ra để mà hỗ trợ cho các nghệ sĩ, cho các artist về người Việt Nam. Thì hội làm những cái công việc như là tổ chức các buổi triển lãm, những buổi nhạc, rồi những vở kịch, rồi những workshop cho các nghệ sĩ. Đây là cuốn phim quay từ năm 1973, sẽ được trình chiếu tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 4. Và ngay sau đó là phần ra mắt sách tiếng Anh, phần ra mắt sách cuốn Giải Hân Sô Trong Huế được dịch sang tiếng Anh của nhà văn Nhã Ca sẽ được tổ chức ngay sau cái buổi chiếu phim này. Và chúng tôi xin mời quý vị nhớ đón xem và tham dự. Và sau đây là phần một đoạn phim của phim Đất Khổ. Thank you.
con bé mình vào sông Hậu Giang phía thượng nguồn. Thì năm nay Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest sẽ trình chiếu 31 phim, là nhiều hơn năm ngoái, và sẽ trình chiếu 10 phim feature là phim dài và 21 phim ngắn. Thì các thể loại phim năm nay rất là đa dạng, và đó là cái đặc điểm của Việt Film Fest năm nay. Chúng ta có những loại phim như là anh thấy lúc nãy chúng tôi có trình chiếu một số trailers là phim ma nè, rồi phim thuộc loại viễn tưởng, rồi phim phim hài, phim drama tình cảm, rồi phim có cả phim gọi là experimental, phim thử nghiệm nữa, rồi phim nghĩa là rất là nhiều các loại phim, là phim action, phim hành động nữa. Thì ra năm nay là một cái năm mà Isa nghĩ là một cái năm rất là khởi sắc của điện ảnh Việt Nam. Lấy em đi. Và kỳ này thì cuốn phim chọn trình chiếu buổi khai mạc là phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Và cuốn phim này thì anh Nguyễn Võ Nghiêm Minh hiện sống ở Los Angeles cũng sẽ đến để mà trình bày với lại khán thính giả về cuốn phim này. Đây là một cuốn phim rất là đặc biệt mà quay hoàn toàn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, và cái khung cảnh cũng rất là ngập nước. Hình như là anh Minh thích quay nước, như là anh Lân có nhớ là có cuốn phim Mùa Lan Châu cách đây mấy năm và anh Nguyễn Võ Nghiêm Minh cũng đã quay cuốn phim này và rất là thành công. Thì đó là miền sông nước của miền Tây Nam Bộ, thì năm nay anh cũng trở lại miền sông nước mà một cuốn phim viễn tưởng mà murder mystery, tức là có cái điểm bí ẩn sát nhân trong đó. Thì đây là cuốn phim Isa nghĩ rất là hay mà chúng tôi chọn trình chiếu năm nay để mà mở đầu cho Đại hội Điện ảnh. Tôi sẽ có trách nhiệm với cô chứ không phải là cô có trách nhiệm với tôi. Cô muốn tôi năn nỉ rồi cô mới chịu phải không? Phim Dịu Dàng là một trong những cái phim mà gọi là cũng rất là gây thuật của kỳ này, với nhà sản xuất Trần Trọng Dần, đạo diễn Lê Văn Kiệt và diễn viên Dustin Nguyễn. Dạ. Những người của cái phim đó kỳ này sẽ có mặt không? Dạ, vâng, thật ra cảm ơn anh Lân nhắc, là tại vì hôm nay thì rất tiếc là cả Lê Văn Kiệt lẫn anh Trần Trọng Dần không có ở đây, là tại vì hai người đang lo cho việc ra mắt cuốn phim ngay tại Việt Nam. Đó là phim Dịu Dàng sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trước, tức là ra mắt hình như vào tuần này hay là trong một vài tuần tới đó. Thì nhưng mà Kiệt và anh Dần sẽ trở lại để mà tham dự Việt Film Fest, vì đây là lần đầu tiên cuốn phim được trình chiếu ngay tại nhà, ngay tại home của cả hai, tức là cả gia đình của anh Trần Trọng Dần cũng gia đình của Lê Văn Kiệt đều sống ở vùng này. Thành ra có lẽ vậy, ra nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều muốn trình làng tác phẩm này đến với lại những người thân, rồi những bạn bè, rồi những khán giả của Quận Cam nữa. Thành ra cũng rất là mong anh Dần cũng như là Kiệt sẽ trở lại để mà kịp thời ra mắt cuốn phim Dịu Dàng với sự diễn xuất của rất là đặc biệt của nam tài tử Dustin Nguyễn, cũng như là khuôn mặt mới của điện ảnh là Nguyễn Thanh Tú. Cái ý tưởng cho bộ phim này thì Leon được đọc ở trên một tờ báo khoảng 5 năm trước. Câu chuyện về một người đàn ông Trung Hoa vừa mới lấy vợ, và cô vợ một ngày về nhà thì phát hiện ra người chồng của mình đang tàng tiệu với người em trai. Và đây là một cái câu chuyện rất là điển hình ở bên các nước Á Châu hiện giờ, và cũng không xa lạ với lại câu chuyện ở những chuyện xảy ở Việt Nam. Vì phong tục tập quán họ bị ràng buộc và họ phải cố gắng để mà vào cái khuôn khổ của xã hội đưa ra, và điều đó đã khiến cho rất nhiều người
đẩy mình vào những cái cuộc sống mà không như ý, không những cho mình mà còn làm khổ thêm những người khác nữa. Thì Leon cảm thấy đây là một cái đề tài, cho dù nó không mới, nhưng mà thật là ngạc nhiên là đến 2015 rồi mà nó vẫn còn rất là tồn tại và xảy ra hàng ngày. Thành ra Leon muốn làm một bộ phim để đưa đề tài này. Bối cảnh của phim là ở đâu? Ở Mỹ, ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc? Cái lý do khi mà Leon viết bộ phim này là chủ ý là bằng tiếng Việt và để cho diễn viên Việt Nam. Nhưng mà vì hoàn cảnh khó khăn và nhất là liên quan đến kinh tế thì bộ phim đã được quay ở New York, nơi mà Leon sinh sống, và bộ phim được cuối cùng quyết định quay bằng tiếng Quảng Đông, vì những diễn viên mà đến casting thì đa số là người Tàu nói tiếng Quảng Đông và rất là ít người Việt, thành ra cuối cùng phải đành đổi kịch bản và thành tiếng Quảng Đông. Qua cái bộ phim này, đạo diễn Leon Lê muốn chuyển tới người xem cái điều gì? Leon muốn chuyển đến người xem và actually cái lý do mà cuối cùng cái bộ phim nó là một là tiếng Tàu thì cũng rất là hay, tại vì khi mà mới làm thì cũng rất là sợ bị cộng đồng người Việt và người Việt Nam ở Việt Nam ném đá, là vì hiện giờ giữa Việt Nam với lại Trung Quốc thì rất là đang căng thẳng. Nhưng mà chính là vì điều đó mà Leon cảm thấy nó tạo thêm một cái dấu ấn nữa cho cái câu chuyện mà Leon muốn kể, là vì đây là một câu chuyện về tình yêu, một câu chuyện về tình người, tình gia đình, sự chấp nhận người thân, chấp nhận bản thân và những cơ hội mà mình đã để vụt mất. Và những cái đề tài đó thì là những cái đề tài rất là universal, nó không có phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác. Charlie về đây được cũng hơn một tháng rồi, để mà chuẩn bị cho một cái dự án phim hành động của Mỹ chứ không phải của Việt Nam, và đồng thời thì đang chuẩn bị cái phần quay Ngoại Hổ Tầng Long 2 ở bên Trung Quốc. Mấy cái đó đều rất là hấp dẫn, chúng ta sẽ lần lượt hỏi tới, nhưng mà muốn hỏi rất là đầy đủ với lại Charlie Nguyễn, sau cái phim Để Mai Tính rồi sau phim Tèo Em, những cái phim lần lượt sau đó của đạo diễn Charlie là những phim nào? Thì sau Tèo Em năm ngoái đó thì cái phim sau Tèo Em là cái phim Để Mai Tính 2, tức là sẽ được trình chiếu trong Đại hội Điện ảnh Việt Nam sắp tới vào tháng 4 đây. Ngoài ra thì trong năm ngoái đó, như là Charlie nói hồi nãy đó, là năm ngoái thì Charlie làm hai dự án, một là Để Mai Tính 2 và thứ hai là Ngoại Hổ Tàng Long 2. Dường như Tèo Em là Charlie, đạo diễn Charlie và đoàn phim gọi là chúng lớn trong bộ phim đó phải không? Nhưng mà không lớn hơn Để Mai Tính 2. Để Mai Tính 2 không biết là đã chiếu Việt Nam chưa, nhưng mà bên đây thì chưa. Nó có những cái điểm gì đặc biệt từ nối kết từ cái bộ phim Để Mai Tính 1? Tại vì thường thường là những phim 2 thường thường người ta nói là nó không được hay bằng phim 1. Theo đạo diễn Charlie Nguyễn làm cái bộ phim này thì sao? Đúng như vậy, là thường thường cái phim thứ 2 rất là khó, cái phần 2 rất khó làm. Và nó cũng có khá nhiều áp lực khi mà tụi này chọn làm Để Mai Tính phần 2. Và nhưng mà may mắn một điều đó là khi mà phim làm xong và đã trình chiếu vào tháng 12 vừa qua thì đã được sự hưởng ứng của khán giả rất là nhiệt tình, và Để Mà Tính 2 đã vượt kỷ lục của phim Tèo Em năm ngoái. Tức là hiện bây giờ là đang là
đạt kỷ lục á, đạt kỷ lục mà phim với số vé với nhiều số vé nhất, tức là lên gần 1,5 triệu số vé. Chúng ta là người Việt đi xem phim Việt để ủng hộ giới làm phim Việt là một điều rất nên làm, và chúng ta cũng sẽ cảm thấy tự hào vì phim Việt bây giờ hay lắm, vượt xa những cuốn phim trước đây, và càng ngày những người trẻ tuổi, những người đạo diễn, producer trẻ tuổi đã được tu nghiệp từ những trường đại học ngoại quốc làm những cuốn phim Việt Nam không thua gì phim ngoại quốc, là một điều đáng cho chúng ta hãnh diện và ủng hộ. Dạ, năm nay từ ngày 16 đến 19 tháng 4 chỉ có 4 ngày thôi mà 31 phim, và mỗi năm chỉ có một lần. Chúng tôi xin mời quý vị đến với Việt Film Fest, và trang nhà của chúng tôi hiện nay đã có cái lịch trình chiếu phim, đó là www.vietfilmfest.com. Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ VALA hân hạnh giới thiệu Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 4 năm 2015 tại rạp Ultralux, thành phố Anaheim, góc đường Catala và Harbour. Đưa em ở mãi trong cái ao cực. Mình thấy phi cả đã. Ai tìm thấy nó? Việt Film Fest sẽ chiếu hơn 30 phim xuất sắc của các đạo diễn người Việt từ nhiều nước trên thế giới, và là trân trọng kính mời.